À, chào mọi người. Consent thì cái thước này nó có gì đặc biệt? Thì cái thước thủy này nó được thiết kế là đúc nguyên cái phần này là nhôm đúc nguyên khối nè. À, nhôm đúc nguyên khối và nó bắt cái ống thủy này vào. À, đó, cầm cầm rất là đã tay ha, nó nhỏ nhưng mà nó cầm nó rất là chắc tay ha. Đây là đúc nguyên khối. Thì trên đây nó có cái thông số sai số ha. Cái thước thủy hàng tôn xe này nó xuất từ dạng công nghiệp nên nó có độ sai số nè. Đấy, ví dụ trong 1 mét á, trong 1 mét chúng ta cân bằng nè, trong 1 mét á thì nó có cái độ sai số là 1 mm. Ở đây hiện tại giờ trên các thước thủy trên thị trường mà chưa có ông nào mà công bố cái độ sai số của cái thước thủy ha. Thì ông tôn xe này được cái là nó làm hàng công nghiệp, giá nó cũng mềm 140.000 thôi, nhưng mà nó công bố cái độ sai số, nó có cái độ sai số đó đây. Cái chiều dài của này là 40 mm, 40 mét người ha. Làm bằng nhôm rất là chắc và chắc, cầm rất là đã tay. Đầu tư một cái thước này gần như là chúng ta xài vĩnh viễn rồi đó, chỉ có quăng luyện hoặc là nhiều lần hoặc là làm gì đó nó mới hư thôi, chứ bình thường là nó sẽ không có hư được rồi nha. Thì cái ống thủy trên đây nó có thay thế được nè, có dùng vít nè, dùng vít để thay cái ống thủy đó, rất là đẹp, hãng tôn xe người ha. Đó, rồi mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng tôi theo số điện thoại bên trên nhé. Rồi, cảm ơn mọi người nha.